Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Thì bây giờ các bạn mở cái phần các bạn đã đào tài liệu học trên khóa học của chúng tôi. Thì các bạn sẽ vào cái file thiết kế ban đầu là nhà điều hành điều hòa không khí này, DHKK. Thì đây là một file két. Đây là file két. Thì các bạn nhìn bản vẽ đây thì hệ thống điều hòa không khí, đây là hệ thống điều hòa không khí VRV. Thì sẽ có 3 hệ thống chính là bạn thấy hệ thống ống gió đúng không? Hệ thống ống đồng, tức là hệ thống ống ga đấy, và hệ thống nước ngưng. Thì bạn thấy trong hệ thống điều hòa VRV này có hai loại ống. Đó là hệ thống ống đồng là ống ga và hệ thống ống nước ngưng là ống UPVC, là ống nhựa. Thì đối với ống đồng, vật liệu đương nhiên là nó là bằng đồng rồi. Nó sử dụng để dẫn ga vào dàn lạnh. Ga có thể là R22 và R410. Thì ống đồng bạn thấy có khá nhiều kích thước, có kích thước như sau này. Các bạn nhìn thấy ví dụ là 19.1, 41.3 này, 9.5. Nhưng kích thước này là đường kính ngoài. Các bạn thấy đây là đường kính ngoài của ống đồng. Còn ống UPVC là ống để dẫn nước ngưng từ dàn lạnh ra. Đây bạn nhìn thấy là cái ống màu này. Thì bạn thấy nó có các kích thước, có các đường kính D34, D27, D42. Ống UVC thì ống UVC nó sẽ có những cái phụ kiện như là cút check, rồi là T hoặc là Y đúng không? Có đầy đủ những cái phụ kiện như vậy. Đấy là các loại ống trong hệ thống điều hòa không khí. Thì các bạn có thể tham khảo catalog là bạn có thể thấy ngay. Ví dụ bạn mở một cái trang web thì bạn gõ là ống UVC tiền phòng này. Tiền phòng thì bạn sẽ nhìn thấy là ống UVC ngay. Đây, bạn vào đây. Đây là ống UVC này. Thì bạn vào đây sẽ xem ống UVC đây, tiền phòng. Đây là ống UVC tiền phong đây, bạn nhìn đây là loại ống nhựa, nó có rất nhiều cái cấp, ví dụ class 1. Đấy, class 1 là hay sử dụng cho ống UVC. Bạn thấy có kích thước đây đúng không, đường kính này 21 27 34 42 48 60. Đấy, đây chính là cái ống UVC sử dụng cho nước ngưng. Thì ở bài này tôi đã giới thiệu các bạn về các loại ống sử dụng trong hệ thống điều hòa VRV. Có hai loại đúng không? Đây là ống nước. Còn đến phần ống gió chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn sau. Bài học của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi và xin chào tạm biệt.